Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nấu canh xương sấu chua ngọt nhé. Các bạn cần chuẩn bị cho mình xương heo ạ. Mình nấu phần xương đuôi ấy thì nó sẽ ngọt các bạn nhé. Các bạn có thể nấu phần xương sườn tùy theo nhé. Mình dùng xương đuôi ấy thì nó sẽ ngọt nước ấy, thì cái nước canh nó sẽ ngọt các bạn ạ. Các bạn rửa sạch cái phần xương đuôi cho mình nhé. Sau đó thì mình sẽ đem đi luộc cái phần xương đuôi này lên để bỏ cái nước hôi đi nhé. Và để nấu canh sấu thì chúng ta không thể thiếu đó là những quả sấu tươi ngon như thế này các bạn nhé. Sấu này, cà chua một ít, hành lá, rau thơm nhé, rau mùi ạ. Mình sẽ luộc phần xương lên và sấu mình sẽ cạo vỏ cà chua bổ cau nhé. Các bạn là cho mình cái phần xương vào xoong này để mình đem đi luộc đi nhé. Mình luộc cái phần nước này để mình đổ cái nước này đi nhé, nước hơi này đi. Các bạn là cạo sấu cho mình nhé. Với bát canh của mình thì mình chỉ cần cho 5-6 quả sấu là đủ rồi ạ. Cà chua thì các bạn là sẽ thái cau ra cho mình nhé. Các bạn mình đun cái nồi xương này nhé. Khi đã sôi như này rồi thì các bạn tắt bếp cho mình đi, để mình đem đi rửa lại cái phần xương này đi cho nó hết kia những cái đấy, những cái bọt này các bạn nhé, và bẩn đây ạ, và hôi của xương. Sau khi mình rửa xong phần xương rồi, các bạn sẽ cho vào xoong để mình xào cái phần xương này lên nhé. Cho mình vào đây một canh, hai thìa. À, các bạn có thể cho hạt đây nhé, vì cái phần xương mình là nấu canh xương này là có thể cho hạt lên hoặc là ngọt tùy theo. Xào qua cái phần xương cho nó ngấm gia vị. Bạn cho mình xô nước và nấu canh. Mình sẽ đun cái phần xương này tầm 20 phút các bạn nhé, để cho nó ra nước ngọt, nó xương nó ra nước cho ngọt nhé. Mình luộc qua cái phần xương ấy nên là nước xương nó sẽ trong các bạn nhé, và mình đun nhỏ lửa để cho cái phần xương này nó dừ. Các bạn cứ đun nhỏ lửa cho xương nó dừ và nó ra nước ấy, thì cái phần canh của chúng ta nó mới ngon ngọt ạ. Đây các bạn, khi cái phần canh của chúng ta đun nhá, đã được 20 phút rồi, cái phần xương này đã mềm và ra nước rồi, thì mình
sẽ cho sấu vào nhé, và cà chua nữa. Với tầm này canh mình chỉ cần cho 5 quả sấu các bạn nhé. Nếu bạn nào muốn ăn chua nhiều thì chúng ta có thể cho nhiều hơn hoặc ít hơn tùy theo nhé. Và cà chua nữa ạ. Mình đun thêm khoảng 10 phút, 5 đến 10 phút các bạn ạ, để cho cái phần cà chua và sấu nó chín đã. Cần 5 phút nữa thôi là sẽ có nồi canh nhé. Và khi mình đun sôi lên, sau đó thì các bạn sẽ kiểm tra gia vị cho mình nhé. Lúc nào mà ra bếp ấy, thì mình sẽ cho một chút mắm vào. Mình kiểm tra xem phần nước xương của chúng ta đã vừa chưa các bạn nhé. Đây các bạn, như vậy là phần nước xương của mình đã vừa nhé, sấu đấy các bạn. Đấy, nó đã mềm ra như thế này nhé. Vì sấu tươi này rất chi là nhanh mềm và ngon. Và cuối cùng thì các bạn cho mình một chút nước mắm nữa. Với món canh xương nấu với sấu như này nó chua chua ngọt ngọt dễ ăn các bạn nhé. Tắt bếp đi và mình cho phần hành và mồi vào nữa. Bạn nào muốn ăn bột ngọt hoặc là lên thì tùy theo gia đình nhà mình nhé. Và mình múc ra bát là có thể thưởng thức món nào canh sấu chua ngọt rồi. Chua chua ngọt ngọt rất ngon ạ. Đây các bạn múc cho mình phần canh xương sấu ra nhé. Sấu này mình có thể dằm ra để cho nó ra nước, cho nó có độ chua chua nhé. Cho con cơm canh xương sấu chua chua ngọt ngọt ấy. Con có ăn cơm không? Đấy các bạn, thành phẩm của mình sau khi làm xong ấy là bát canh sấu nấu chua ngon như này nhé. Các bạn hãy làm món này cho gia đình nhà mình ăn ạ. Khi mùa hè đến và khi mùa sấu này đến thì rất chi là nhiều sấu và những cái món ngon từ sấu chúng ta phải hưởng thụ đấy. Rất ngon nhé. Chua chua ngọt ngọt, cái món canh này ăn thì rất chi là đưa cơm luôn. Ngon lạ miệng dễ ăn. Khi với thời tiết mà cơn nóng lên thì chúng ta với những món canh đơn giản như thế này. Rất ngọt ạ và mát ạ. Thì ạ, khi phần xương mình ninh lên nó mềm nhé. Ăn cũng dễ ăn. Thành phẩm của mình sau khi làm xong đấy ạ. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nhé, để xem những video mới nhất của mình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn và gia đình có một món canh ngon nhé. Vẫn đủ dinh dưỡng mà lại ngon ngọt cho cái ngày hè nóng nực.